Ngày hôm nay chúng tôi là bộ ba ăn ý. Tôi đến đây với chương trình là chơi hết ý. Màn chào sân ấn tượng. Bằng nhau. Màn đấu trí ngang tài ngang sức. Giờ mới chịu lên đó hả? Một. Dạ, đội hợp Phạm Huy. Và những hình phạt vô cùng bất ngờ. Ăn chanh luôn. Cả hai hình phạt bột giấm. Hữu Đăng. You know Big Boy. Tiểu Minh Phụng sẽ chịu tất cả. Hãy đón xem bộ ba ăn ý phát sóng vào lúc 19:30 Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023 trên kênh HTV7.